Đầu tiên thì em sẽ giới thiệu cái lô hoàng thảo đùi gà dẹt, hàng mới về chiều nay. Thật ra hàng về muộn quá, có những bác này chiều đi làm chưa update được cái tình trạng mặt hàng, cũng như là chưa biết được cái mặt hàng này về. Đấy, hàng hôm nay về nói chung là bao đẹp cho các bác. Hàng xanh mướt mà mượt luôn, đấy ạ. Hàng này thì lô hôm nay em nhập giá nó hơi cao một chút rồi, nên là xin phép các bác là em bán với giá là 200 nghìn nhé. Chứ thực tế những cái hàng này thị trường đang bán, hàng đẹp này cũng phải rơi tầm 230 một cân đối với cái dòng hoàng thảo đùi gà dẹt đấy ạ. 200 nghìn một cân thôi. Đấy, đấy là vẫn gọi là giá rất là ưu đãi các bác. Cái dòng gà dẹt này đấy, các bác lấy từ 3 cân đi. 3 cân thì em sẽ hỗ trợ cho bác, tính chỉ tính 180 nghìn thôi. Đấy, riêng cái dòng gà dẹt hôm nay thì mê ly luôn. Đó, đây em quay luôn cho các bác một dãy hàng riêng đùi gà dẹt nhé. Hôm nay về nhiều, hàng xanh sạch đẹp. Đó. Và tiếp theo thì em chuyển sang cái dòng kiều tím miền Trung. Đó, hàng kiều tím miền Trung thì nếu các bác đặt hàng nhà em rồi thì các bác biết là cái riêng cái dòng kiều tím này đấy, hàng rất là đẹp, rất là nhiều lá. Và nhà em thì vẫn có hai cái loại. Thứ nhất là kiều tím thân lùn và thứ hai là cái kiều tím thân thân dài hơn một chút. Đó, tùy theo cái sở thích của mình nhá. Hàng thân dài, cây trưởng thành, cây lớn hơn. Còn loại này là loại thân lùn. Đấy, phù hợp các bác thích vào nhà vườn hoặc các bác thích trồng cái chậu nhỏ nhỏ đấy ạ. Hàng về số lượng rất là nhiều, bao xanh bao đẹp cho mọi người này. Và em chỉ lưu ý qua là những cái dòng này là dòng hàng rừng, tức là nó sẽ có tỷ lệ thân tơ và thân già. Đấy, nhưng mà những cái khóm này này, đấy, cũng là thân đây, cái khóm này thân này cũng là thân già đấy. Nhưng mà một thân của nó sẽ có rất là nhiều mắt nụ. Và những mắt nụ là nó ra hoa rồi, năm tới thì đến mắt khác ra nhá, chứ không phải là thân già nó không ra hoa đâu. Riêng cái dòng kiều tím này. Đấy, không thể tránh trường hợp các bác nhận hàng thì hôm nay cũng có một bác cũng phản hồi về cái dòng kiều tím, mà rõ ràng là em nhìn lại cái hình ảnh mà em gửi đi thì hàng rất là đẹp mà vẫn bị chê, nên là em cũng không thể nào giải thích được. Đó, cái kiều tím này thì em bán với giá là 330 nghìn đồng một cân nhá, 330 nghìn đồng một cân. Lấy từ số lượng từ 3 cân đi, giảm cho bác còn 320 nghìn. Đấy, hàng này thì chỉ tầm khoảng 1 đến 2 tháng nữa thôi là các bác sẽ được chơi hoa luôn. Dòng kiều tím hoa màu tím rất là đẹp. Đó, quay luôn cả lô cho các bác này. Và bên đây cũng nữa. Và bên đây là cái lô kiều tím thân ngắn này, nhà em đã phân loại cho các bác rồi. Đó, đã phân loại rồi. Đấy, kiều tím thân lùn này, thân lùn, thân dài cũng có. Nói chung là hàng rất là xanh và đẹp, số lượng nhiều. Đây, gà dẹt nhà em thì về cũng rất là nhiều luôn. Nói chung là gà dẹt đẹp nên là ôm cái lô này của dân nhìn cũng rất là mê. Đó, hoàng thủy thảo đùi gà dẹt nhé. Lô đợt này có vẻ là nó ra hoa hơi chậm ấy. Tại vì nếu thông thường ra hoa thì phải có cuống hoa rồi. Lô đợt này thì không thấy xuất hiện nhiều cuống hoa lắm, nên có thể năm nay nó hơi trốn hoa hoặc ra hoa muộn một chút. Đó, đây là cái lô gà dẹt nhà em về ý nhé. Tiếp theo thì em giới thiệu sang cái dòng kiều vương mỡ gà. Đấy, mặt hàng này lâu lắm nhà em mới về. Kiều vương mỡ gà này thì em bán là 220.000 đồng một cân nhá, 220.000 đồng một cân. Hoàng thảo hoàng lạp. Hoàng lạp này thì thân nó vừa phải, về các bác ghép chậu cũng rất là dễ. Đấy, loại này thì em bán là 130.000 đồng một cân. Đấy, hàng này thì về một cân cũng được rất là nhiều nhá, hàng khóm vừa, về ghép rất là dễ. Hoàng lạp hoa màu vàng. Hoa màu vàng rất là đẹp, 130 một cân. Tiếp theo bên đây thì em có cái dòng nhất điểm hồng, hoa màu hồng, hoa màu cánh trắng và họng màu hồng rất là đẹp, nở thành từng chùm ở phía chóp ngọn này này. Hàng này em bán là 130.000 đồng một cân. Sang bên đây thì giới thiệu có bác một lô hoàng thảo thập hoa, hàng mới về chiều nay nhé. Thập hoa hay là hồng câu, từng khóm từng khóm từng khóm từng rề như vậy rất là dễ trồng. Và cái mùa hoa thập hoa thì cũng sắp tới cái mùa hoa rồi, nên cái lá vàng của nó chuẩn bị xuất hiện này các bác này. Đấy, hàng này thì em bán là 150.000 đồng một cân ạ. Tiếp theo về cùng lô kiều tím đó chính là cái dòng hoàng thảo xoắn. Đấy, cái mặt hàng này thì không phải lúc nào thì em cũng có thể là đặt được của dân. Đó, nó cũng tùy theo từng thời điểm thôi, từng đợt một đấy ạ. Đây ạ, mặt bông của hoàng thảo xoắn thì hiện tại vừa ra hoa rồi, cánh của nó xoắn. Nói chung là cánh xoắn tít thôi. Đây, em sẽ lấy cho các bác một cái mặt hoa của nó nhé. Đây, nó nở thành từng chùm ở phía đầu này này. Cánh xoắn rất là đẹp. Đây ạ, dòng hoàng thảo xoắn. Đấy, cánh xoắn này. Cái này thì nó cũng hơi nát nát rồi, nên nhìn nó có thể nó sẽ không rõ được khuôn bông. Đấy. Loại xoắn này thì em bán là 350.000 đồng một cân. Riêng hoàng thảo xoắn này thì ít có nhé. Các bác nếu mà các bác cảm thấy ưng cái mặt hàng này thì các bác đặt sớm, bên em sẽ gửi hàng cho bác sớm nhất có thể, hàng rất là đẹp. Và bên đây là cái dòng hoàng thảo Thái Bình. Nói đến cái dòng hoa này thì mọi người không thể không biết đến là cái dòng này hoa của nó bông rất là to. Thân thì nó rất là dài rồi, tầm 80 cm đến 1 mét cơ. Bông hoa rất là to thành từng chùm. Hoa màu trắng, họng mắt mắt nâu, mắt màu nâu rất là đẹp. Loại này thì chỉ có 130.000 đồng một cân thôi ạ.
Tiếp theo thì xin giới thiệu các bác đến một cái dòng mà siêu dễ chăm dễ trồng. Nó cũng thuộc cái top số 1 của cái dòng dễ chăm dễ trồng đấy ạ. Đó chính là cái dòng hoàng thảo vôi. Hoàng thảo vôi, hàng hiện tại thì cũng vừa qua mùa hoa nên cái thân của nó sẽ không được mướt mát lắm. Nhưng các bác về các bác có thể là chăm cái mầm gốc này, đang bật cái mầm gốc này lên. Về mình có thể ghép bên giớn hoặc ghép bên gỗ cũng được. Và vẫn còn một số nụ vẫn còn đang chuẩn bị cho hoa này. Vôi hoa màu tím, rất là đẹp. Hàng này thì em bán là 250.000 đồng một cân nhé. Tiếp theo đó chính là cái dòng hỏa hoàng cam, hoa màu cam lửa. Hàng này thì cây của nó chỉ nhỏ và nhẹ thôi, nên các bác vẫn có thể là lấy từ nửa cân cũng được. Nửa cân là các bác đã ghép được vài giò rồi. Đấy, riêng cái dòng hỏa hoàng cam kể cả cây nhỏ này của nó cũng đã có cái đủ cái độ tuổi ra hoa rồi ạ. Hỏa hoàng cam em bán là 250.000 đồng một cân. Đây là các bác lấy lẻ dưới từ 1 cân thì là 250.000. Còn nếu mà lấy từ tròn 1 cân nhá thì em sẽ để giá là 230.000. 230.000 thì các bác lấy tròn 1 cân. Tiếp theo đó chính là cái dòng hoàng thảo hương duyên. Hoàng thảo hương duyên, hàng này thì các bác có thể trồng để sưu tầm. Hàng này cây của nó lá xếp chân rết rất là đẹp. Đấy, đây cây của nó này, tình trạng cây này. Đó, về các bác có thể làm tiểu cảnh trồng để trang trí. Hoàng thảo hương duyên này cũng chỉ có 130.000 đồng một cân thôi. Đấy, nhà em thì rất là nhiều những mặt hàng đồng giá 130.000, các bác có thể lấy combo. Và em lưu ý là nếu các bác có muốn sưu tầm rất là nhiều loại lan ấy mà mình muốn nó sở hữu với một mức tiền nào đó thì mình chỉ cần báo cho bên em là anh đặt một combo 300, 400 hoặc 500.000 bao nhiêu loại lan thì bên em vẫn có thể là cân đối sao cho chuẩn nhất, mọi người có thể đủ một giò. Tại vì đơn giá thì nhà em đã có rồi. Mọi người cứ cân đối một combo 500.000 10 loại lan chẳng hạn, hoặc là 500.000 7 loại lan thì em sẽ cân đối cho mọi người nhá. Đấy, nhân tiện đây thì em có thể là báo luôn. Một số bác mới tập chơi thì mình có thể là sưu tầm nhiều loại một lúc mình chăm để mình xem là cái mức độ phát triển của từng loại lan như thế nào. Đó. Sang bên đây thì đó chính là cái dòng kim điều xuân. Nói về cái dòng kim điều xuân này, về số lượng nhiều mà hàng rất là đẹp. Đó. Đây là hàng kim điều xuân vùng Tây Bắc nhá. Vùng Tây Bắc nên cây nó rất là tươi. Đấy. Hàng này thì em bán là 150.000 đồng một cân. Các bác lấy từ 2 cân sẽ tính cho các bác 140.000, mà lấy từ 3 cân tính giá 130.000 đó. Kim điệp xuân này thì nhà vườn mà người ta lên chậu ấy, giá thành người ta bán ra rất là cao. Hôm vừa rồi em có bán một số chậu thuần ấy, nhập vào giá thành nó cũng đã cao rồi ấy. Nên là các bác có thể lấy cái hàng kg, nó vừa rẻ nó lại vừa dôi hơn đấy. Sang bên đây thì em có cái dòng trúc phượng bà. Hàng này thì hoa nở vào thời điểm Tết. Hoa nở vào thời điểm Tết nên bây giờ cũng đã qua cái mùa hoa của dòng trúc Phật Bà rồi. Và chủ yếu là bây giờ các bác chăm cái mầm gốc thôi. Đó, chăm mầm gốc để cho cây phát triển nhá. Hàng trúc Phật Bà hoa rất là đẹp, 3 màu. Hàng này thì em bán là 450.000 đồng một cân. Hoặc là 50.000 đồng một lạng ạ. 50.000, à quên, 45.000 đồng một lạng. Mặt hàng tiếp theo nhà em về một số lượng nhiều và phải nói là đặt hàng cũng rất là lâu rồi. Đó chính là cái dòng ý thảo 3 màu. Ý thảo 3 màu, hoa của nó 3 màu. Hai loại này, loại ý thảo ba màu và cái dòng hoàng thảo tam màu sắc, nếu mà nói về mặt hoa thì nó cũng hơi nhanh nhác giống nhau nhá, hơi nhanh nhác giống nhau ấy ạ. Nhưng mà giá thành thì cũng tương đương nhau thôi. Ý thảo ba màu này thì em sẽ cho mọi người xem cái mặt bông của cái dòng ý thảo nhá, để mọi người chiêm ngưỡng. Tại vì các bác nhiều khi các bác chưa biết được cái mặt hoa của nó thì chưa biết được cái độ đẹp của nó. Đấy, vừa qua mùa hoa nên thân cây nó sẽ không được mướt mát cho lắm, nhưng mà mầm gốc thì cũng đang bật lên nhiều. Và cái dòng ý thảo này nếu mà so với cái hàng kèn rừng ấy, nhiều khi nó hay bị nhầm lẫn lắm. Nên là nhiều khi ấy, dân người ta báo kèn thì nhiều khi mình không phân biệt được, phải đợi khi đến khi mùa hoa. Em cho mọi người xem cái mặt hoa của ý thảo đấy ạ. Dạ, đây là mặt hoa của ý thảo ba màu này, các bác nhìn này. Đó, ba màu rất là đẹp. Đấy, mặt hoa của nó đây. Rất là đẹp đúng không ạ? Và dòng này thì em bán là 220.000 đồng một cân. 220.000 đồng một cân nhé. Còn sang bên đây thì giới thiệu sang các bác cái dòng mà hoa của nó 5 cành trắng họng màu tím, đó chính là dòng ý ngọc, hoàng thảo ý ngọc đấy ạ. Đây là cái hoa của hoàng thảo ý ngọc này, hoa 5 cành trắng họng màu tím mà rất là siêng bông. Riêng dòng này hoa siêng cực kỳ luôn đó. Ý ngọc này thì em bán là 200.000 đồng một cân. 200.000 đồng một cân ý ngọc nhé. Đây, hàng đang lên mầm lên chồi này đó, dân vẫn bó thành từng bó như vậy. Và tiếp theo đây thì em giới thiệu sang cái dòng lan báo hỉ. Lan báo hỉ này thì 130.000 đồng một cân. Đấy, cái mặt hoa của lan báo hỉ đây. Đấy, hoa nở thành từng chùm ở bên phía trên chóp ngọn đấy ạ. 130.000 đồng một cân thôi. Em có hai loại, cái loại thân lùn và cái loại thân dài, của hai vùng khác nhau.
Tiếp theo thì em giới thiệu sang cái dòng giáng hương bạch nhạn. Hoa bạch nhạn thì hoa màu trắng tinh, hoa rất là thơm, nở vào thời điểm tháng 4, tháng 5. Tuy nhiên thì cái loại này thì cây của nó sẽ không có nhiều cây to, cây nó cũng chỉ vừa vừa như vậy thôi ạ. Dòng giáng hương thì mùa này thì cây của nó thì nó cũng sẽ không được bước cho lắm, nhưng mà được cái là dòng giáng hương nó rất là dễ ghép. Em bán là 150.000 đồng một cân bạch nhạn. Và tiếp theo đây là giáng hương Sóc Lào. Giáng hương Sóc Lào ạ, một cân của nó thì được rất là nhiều, bởi vì cái dòng này mùa này thì bên Lào người ta đang rất là khô hanh, nên là cây nó sẽ không được mướt mát, nhưng mà bù lại là một cân của nó được rất là dôi cân. Dòng giáng hương này cũng rất là dễ phục hồi. Em bán là 130.000 đồng một cân. Phía bên đây là cái dòng giáng hương đuôi chồn trắng. Chồn trắng lô đợt này cây cũng khá là to nhá nhá. Đây, cây to. Tuy nhiên thì cây nó sẽ nó cũng là cây vào cái mùa mà cây cối nó không được mướt luôn ấy. Hàng mới về nhưng mà cây của nó nhìn tình trạng như vậy. Đó. Hàng này em bán là 200.000 đồng một cân nhá, giáng hương chồn trắng. Còn tiếp theo đây đó chính là kiều vàng. 200.000 đồng một cân kiều vàng ạ. Và đây là dòng long tu đá hoa tím ạ, long tu đá tím. Cái khóm của nó vừa vừa thôi, vừa qua mùa hoa. Loại này thì em bán là 220.000 đồng một cân, long tu đá hoa tím. 220 một cân nhá. Đấy. Tiếp theo là hoàng thảo chuỗi ngọc, cũng vừa qua mùa hoa rồi nên là cái thân của nó thì bây giờ cũng không còn thân tơ nữa. Chủ yếu là bây giờ các bác chăm cái mầm gốc thôi ạ. Ý ngọc này thì em bán chuỗi ngọc, hoàng thảo chuỗi ngọc này em bán là 200.000 đồng một cân. Em có cái lô cuối tháng 8 này. 500.000 đồng một cân cuối tháng 8, hàng này hàng cho các bác làm giống này, 500.000 đồng một cân. Lá xếp nhưng mà xếp lưng này. Xếp lưng, xếp P cũng có nhưng mà tỷ lệ nó ít. Tiếp theo thì em giới thiệu sang cái dòng hoàng thảo u lồi. U lồi mùa này thì mầm chồi đang lên khá là phát triển, khá là dễ là lớn rồi. 250 một cân. Còn một cân còn khoảng cân rưỡi hoàng thảo tam bộ sắc này. Nói chung là cây rất là tươi, hiếm khi có cái lô hoàng thảo tam bộ sắc cây tươi như vậy này. Là 230.000 đồng một cân hoàng thảo tam bộ sắc. Đấy, cái mặt hoa của nó hơi nhăn nhác giống ý thảo đấy ạ. Tiếp theo nữa đó chính là dòng hoàng thảo kim thoa. 130.000 đồng một cân hoàng thảo kim thoa. Hoàng phi hạc. Đó, hoàng phi hạc thân lùn, thân dài cũng có. Hoàng phi hạc này thì là 150.000 đồng một cân nhá anh nhá. Tiếp theo bên đây thì em giới thiệu sang cái dòng hoàng thảo trúc đen. Hoàng thảo trúc đen, một năm thì có thể ra đến 2 mùa hoa. Và dòng hoa của loại này thì màu vàng, cánh sáp, mùi thơm, hương vị mật ong rất là thơm. Loại này thì em bán là 180.000 đồng một cân. Đó, 180.000 đồng một cân. Có những thời điểm trúc đen nó hiếm đấy, người dân khai thác mà giá đội lên cao còn phải 250 đến 300.000 một cân nhá. Cái thời điểm đầu khi mà trúc đen mới vào, mới sưu tầm được ạ. Đấy, loại này thì bây giờ em chỉ bán 180 thôi. Nói chung là hàng cũng khá là đẹp. Đó, trúc đen 180.000 đồng một cân. Hôm nay thì em bán cái lô tam bảo sắc thanh lý hay nhá. Bán luôn cả lô này. Nguyên cả lô luôn. Cả lô này em cân nên cũng phải gần 2 cân đấy ạ. Em bán là 180.000. Nói chung là tam bảo sắc Điện Biên ấy, bình thường 220 một cân. Bán thanh lý lỗ luôn. Tại vì nhìn nó hơi xấu mã nhá. Cái này hàng thanh lý các bác mua chỉ để làm giống thôi nhá. Em có một cái combo thanh lý nhá. Còn cái lô quế tím này nói chung là cây của nó cũng hơi xấu mã. Cây này nó cũng hơi xấu mã này. Đấy, cả một mớ luôn. Có một bó tóc tiên với cả một ít kim được xuân này. Một vài cây hoàng hoàng cam này. Đây là gì nhỉ? Nhất điểm hoàng. Nó hơi ít lá một chút. Đây bán luôn ở lô này. Và một ít cái lụa vàng hạng thanh lý. Đấy, cả combo này em bán 200.000. Bắt đầu đến luôn combo này em bán 200.000. Đây là combo số 2. Combo số 2 thì cũng là một lô quế tím thanh lý. Nói chung quế tím mùa này nó không được tươi đâu. Nhiều cây nhỏ này, bán luôn cả lô này. Một mớ hoàng hạc vĩ lẫn một khóm hoàng thảo tam màu sắc này, hạc vĩ bắc. Ở đây là cái ngọc thạch ba màu. Đấy, cũng khá là nhiều. Cả combo này cũng bán 200.000. Đấy, hôm nay em bán hai combo này. Bán giá rẻ cho các bác mới tập chơi để mình sưu tầm này. Em có hai cái hình hoàng thảo xoắn. Xoắn số 1, em gọi đây là xoắn 1 này. Cũng khá là nhiều thân tơ này. Thân tơ này. Đó, thân tơ này. Xoắn 1 em bán là 190.000. Xoắn X2, em gọi là X2. Xoắn này thì em bán là 300.000 cái hình xoắn này. Hình này cũng khá là nhiều thân tơ này. Thân tơ nhiều lắm. X2 là 300.000, 190 mà một cái 300. Hôm nay thì dân đi tầm về có một bụi kiếm xích ngọc to khủng. Đó, kiếm xích ngọc. Hàng này thì ít khi có một cái bụi to như vậy nhá. Giò này bụi rất là to này. Bắt là lấy cái bụi to này em bán là 600.000 kiếm xích ngọc.
Nguyên một dề to khủng luôn. Đó, 600.000 cái giò kiếm xích ngọc to này nhá. Và em vẫn còn cái mặt hàng quên mất không giới thiệu các bác, đó chính là dòng hoàng thảo đùi gà tròn. Sao cái cây này nó lại tím đậm như vậy nhỉ? Đó. Đùi gà tròn thì em bán 220, gà dẹt thì là 200 nhé mọi người nhé, mọi người lưu ý giúp em. Tiếp theo thì em quay sang một số hình dê kiều tím. Đây hôm nay em có phân hình cho các bác có 3 hình dê, còn có hàng cân cũng có. Nói chung là mình lấy hàng cân cũng được, hàng dê cũng được. Cái này thì hàng dê các bác được xem chi tiết hình ảnh của mình luôn. Hàng dê kiều tím số 1. Kiều 1 này thì bản lá khá là tròn trịa. Đó, kiều 1 này thì thực ra cái phần gốc này cũng nặng đấy. Nên em bán theo hình luôn. Đó. Đây, những cái thân tơ của nó sắp tới sẽ được chơi hoa này. Đó. Nói chung là cái dê này thì cũng em bán là 350.000. K1, em gọi đây là K1 đấy ạ. Đấy, em nhắc lên cho mọi người xem luôn. Tiếp theo là K2. K2 là một dê. Cũng khá là nhiều thân tơ. Đó, K2 này thì em bán là 430.000. 430.000 cái dê kiều tím thứ hai. Đó. Cái này lên chậu thì nó đẹp. Đấy, 430.000. Tiếp theo K3 là một dề to. Dề to và cũng nhiều thân tơ. Có một lác đác một vài thân già. Đó. Đấy, dề to khủng và thân nó dài. Đấy, kiểu thân dài cũng ít khi có lắm ạ. Đó, đây những cái mắt nụ của nó này. Rất là nhiều mắt nụ luôn. Đấy, đang sưng rõ ràng rồi. Cái kiểu thân dài thì mắt nụ trải dài của nó luôn. Đó. K3 này em bán là 700.000. Đấy, kiểu K3. Ba hình kiều. Em còn một ít cái dòng gì nhỉ? Kiểu hồ điệp rừng 180.000 đồng một cân. Em có hai hình hoàng thảo thập hoa. Dế to này. Hình 1 em bán là 350.000. Đó. Hình 1 350. Một dề xoắn rất là thập hoa rất là to. Tiếp theo là hình số 2. Dề này 550.000. Cũng rất là bự luôn. Đấy, 550. Một bệ dề rất là to bự. Em còn hoàng thảo môi tua nữa. Hoàng thảo môi tua 150.000 đồng một cân, hàng tươi nhá, rất là tươi đẹp. Tiếp theo giới thiệu sang cái dòng giả hàng Hawaii. Loại này thì em bán là 230.000 đồng một chậu nhá. Các bác lấy một cặp em bán là 450.000. Tiếp theo thì em chuyển sang cái dòng đai châu chậu nhựa. Đấy, cái loại chậu nhựa này thì màu hoa sổ số này, rất là nhiều màu. Loại này thì em bán 200.000 đồng một cây. Đai châu Thái màu sổ số, các bác lấy một cặp thì là 180.000 nữa, các bác lấy từ 2 cây trở lên. Tiếp theo thì em còn một vài cái cây hoàng nhạn tháng 8, hàng Thái, hàng giảm giá. Cái hàng này thì lá nó về, vận chuyển về nó bị sứt trong quá trình vận chuyển này. Bán thanh lý 100.000 đồng một cân, một cây. Lấy từ 3 cây tính giá 90.000, số lượng có hạn thôi ạ. Chỗ này thì em chỉ còn tầm khoảng 15 đến 20 cây nữa thôi. Đấy, nó chỉ sứt sát lá thôi, chứ nó không ảnh hưởng gì đến cây đâu ạ. Hàng cũng khá là đẹp, bình thường giá trị ban đầu em bán là 130.000 đấy ạ. Hàng này là hàng em bán xả thanh lý nhá, để em dọn chỗ. Và tiếp theo thì em vẫn có những giò đen rỗ mắt đen. Nói chung là hàng này là hàng hoa chơi Tết. Tuy nhiên thì bây giờ các bác mua thì chủ yếu là để các bác chăm mồng. Tết là sẽ có một cái giò hoa rất là đẹp rồi. Đấy, cái mặt hoa của dòng đen rỗ mắt đen đấy ạ. Đấy, hoa am bông của nó rất là đẹp luôn. Đó. Đen rỗ mắt đen, hoa rất là sai bông nhá. Loại này thì em bán là 330.000 đồng một chậu. Đấy, chậu của nó cũng khá là nhiều thân, nhiều tép này. 330 một chậu. Đấy, sắp hết hàng rồi. Còn bên đây thì có cái giò giả hàng Pháp này. Đấy, nhiều thân. Giò này thì bán 650 mà nhà em vẫn còn số lượng vẫn còn tầm khoảng 6-7 giò nữa. Nói chung là em treo ở phía ngoài kia. Bán đồng giá 650 một giò nhá. Số lượng thân trong một bảng cũng rất là nhiều. Nói chung là dao động trong khoảng 15 thân trong một bảng. Đây có một ít cái đai châu rừng thanh bóc trụ, hàng thanh lý đây. 580 một cân. Nói chung hàng thanh lý thì cây nó sẽ không được đẹp bằng ban đầu, nhưng mà đủ các bác cũng rất là khỏe, 580 một cân. Cái đai châu rừng bóc trụ. Màu hoa trắng trắng tím. Còn tiếp theo đó chính là cái Vanda. Vanda mặt bông rất là nhiều màu. Hàng này thì ra hoa quanh năm và hoa của nó rất là bền nhá. Loại này thì em bán 150 một cây này, loại cây to. Còn phía trên kia là cây nhỏ hơn này thì là 100.000. 100.000 là cái loại cây nhỏ hơn nhá, Vanda. Tiếp theo đó chính là đai châu đỏ chấm bi. Hàng này thì em bán là 220.000 đồng một 220.000 đồng một chậu, lấy từ 2 chậu tính giá 200.000. Đó, hoàng tử đỏ thì còn 3 cây thôi. Hoàng tử đỏ hay là ren red 150.000 đồng một cây. Lấy một cặp là 280.000. Em có 4 cái cây bò tím thanh lý này. Đấy, tình trạng cây đây, 1 cây này. 2 cây này. 3 cây này. 4 cây này.
5 cây bò tím thanh lý này, em bán là 200.000. Nói chung là hàng nó không được đẹp nữa. Về cho bác làm giống bò tím này. Hàng Dendro bò tím thanh lý 200.000 cái mớ đầu tiên nhá. Tiếp theo là combo thứ hai, cũng là hàng thanh lý. Cái này thì gồm hai cây bò tím. Đây cây thứ nhất này, cây này cũng khá là ổn này. Đây là cây thứ hai. Đấy, nó chỉ xuất một chút lá thôi. Đây là cây nắng 4N này, nắng 4N. Đó. Và một cây anten. Cây anten này thì nó hơi xấu một chút. Đấy, combo này thì em cũng bán là 200.000. Để em cho thêm một cây bò hoàng long nhá. Cây hoàng long này nó cũng hơi bị lỗi một ngọn bên đây này. Đấy, còn một cái thân lớn, thân mẹ của nó này. Đấy, 5 cây này thì cũng tính là 200.000 5 cây. Đấy, riêng cái dòng đen đô nắng thì bình thường bán 80.000 một cây ạ. Hôm nay thì bán thanh lý, cái hai combo thanh lý này hàng nó xấu nhá. Hàng xấu bán thanh lý về các bác trồng để làm giống. Và riêng những dòng này thì các bác lưu ý là có thể là em có thể em bóc, nếu các bác có nhu cầu em sẽ bóc cái bầu này ra để gửi đi cho các bác nhận tiền cước, bởi vì đây là cây trưởng thành mà người ta trồng bằng cái cáo dừa ấy, à cái sơ dừa ấy, nên nó hơi nặng cước. Mình có thể báo bên em là khi đóng hàng thì tách cho các bác là những cái sơ dừa ra, gửi đi nó nhẹ cước nhá. Hai combo 200.000, 5 cây bò tím, một combo này có lẫn lộn các cây. Tiếp theo thì em giới thiệu sang cái dòng cát lai da. Cát lai da nhà em là cát bông đại và cát một lá, dòng cát một lá nhá. Cái này thì nổi tiếng là hoa đẹp rồi. Dòng cát thì nó ra hoa quanh năm chứ không phải nhất thiết vào một mùa nào đâu ạ. Nên các bác yên tâm là trồng loại này thì nếu mà theo đúng chu trình của nó thì nó các bác có thể chơi hoa được quanh năm luôn. Dòng cát một lá này thì nhà em có 5 màu nhá. Nhà em có 5 màu. Ở trong đó thì có màu vàng lưỡi đỏ này. Thứ hai là màu hồng phấn, thứ ba là màu trắng tím, màu đỏ và cuối cùng là cát pink đó. Sau đây thì giới thiệu các bác từng màu hoa để các bác lựa chọn dễ này. Đầu tiên đó chính là cái màu vàng lưỡi đỏ này, đó màu hot nhất đấy ạ. Tiếp theo là cái màu pink, à đây là màu hồng phấn ạ, màu hồng phấn. Tiếp theo nữa là cái màu pink ạ, màu pink đây. Còn đây là màu cát đỏ này và đây là cát trắng tím nhá. Tất cả những dòng cát này thì nhà em đã được nhà vườn phân loại rất là kỹ càng và chuẩn xác rồi ạ. Hàng này thì em bán là 190.000 đồng một bầu nhá. Đấy, lấy từ 3 bầu tính giá 180, bình thường là 200.000 đấy ạ. Em áp dụng từ chương trình ngày mùng 1 tháng 8, em sẽ bán cho đến khi hết hàng nhá. Đấy, hàng cát nhà em thì khẩu lượng mỗi loại thì cũng không còn nhiều, đặc biệt là màu cát trắng tím thì còn ít này. Màu cát pink thì nhiều hơn, nhưng mà bụi cát pink thì nó rất là to. Nói chung là cát pink bụi to, nhiều thân nhiều nhánh, bông hoa cũng đẹp nữa. Đây, cái bụi cát pink này. Ôi chết, rơi ra nào. Đó, nhá các anh nhá. Đấy à, tiếp theo thì em sẽ chuyển sang cái dòng đen rô nắng này. Đen rô nắng thì em vẫn giảm giá các bác, chỉ có 70.000 đồng một chậu thôi. Các bác lấy từ 5 chậu hôm nay thì sẽ 5 chậu trở lên sẽ giảm cho các bác còn 65.000. Đấy, bởi vì dòng nắng nhà em thì bây giờ số lượng nó không còn nhiều nữa thì em sẽ bán giảm giá luôn, để ngày mai sẽ về thêm những cái lô hàng mới nữa. Thì em có những cái mặt hoa như sau. Em sẽ giới thiệu từng mặt hoa, chi tiết từng mặt hoa để các bác có thể dễ dàng được lựa chọn cho mình một cái mặt hoa mà mình cảm thấy ưng ý nhá. Cái mặt hoa đầu tiên đó chính là cái dòng anten, nó nằm ở đây này. Đó, đây là mặt hoa của anten, để dendro anten. Và dòng dendro thì các bác biết rồi ấy, loại này thì ra hoa quanh năm, dễ chăm, dễ trồng và hoa bền nữa. Đó, đây là dòng anten. Tiếp theo sang bên đây, đó chính là cái dòng an ba xưa. Dòng an ba xưa, hoa của nó màu trắng cánh, họng màu tím rất là đẹp đấy ạ. Đây là dòng an ba xưa. Tiếp theo nữa đó chính là rồng xanh. Rồng xanh thì với mặt hoa của nó màu xanh vàng, hoa rất là sai bông, rất là đẹp. Rồng xanh đấy ạ. Đấy, đây là cây rồng xanh. Nắng 4N thì cũng chỉ còn vài chậu thôi. Và cái mặt hoa của nó như hình này. Đấy, nó đang nở bông đấy ạ. Tiếp theo là CCY, hoa của nó màu trắng tinh. Nếu các bác thích cái loại hoa đen đô nắng mà trắng mà không có tì vết thì các bác có thể sưu tầm cái dòng đẹp CCY này. Cánh rất là bay. Đó, đấy là CCY nhá. Và các bác lưu ý giúp em là các bác không thể so sánh cái dòng đen đô nắng và đen đô màu. Tại vì dòng nắng thì giá thành nó sẽ cao hơn là cái dòng đen đô màu nhá. Tiếp theo đến cái dòng lá trúc đấy ạ. Lá trúc đấy ạ. Đó, đấy mặt hoa của nó đây. Đấy mặt hoa của lá trúc đây. Vừa có hoa luôn. Đấy. Và có một vài tiếp theo là cái dòng hoàng long. Hoàng long thì hoa của nó là màu vàng này. Đấy. Hoa của nó màu vàng, rất là đẹp. Em còn vài cây mắt rồng. Mắt rồng thì cây nó lùn lùn. Đó. Hoa mắt rồng đây, cây của nó lùn lùn đấy ạ. Đó. Và CCY thì cây của nó lại là một cây rất là cao, hoa màu tím đậm đấy ạ, cái dòng CCY. Hoa màu tím đậm đấy ạ. Đó. Và cuối cùng, hoàn long thì hoa của nó màu tím, hoa của nó màu đỏ cánh xoắn. Đây cây hoàn long đây. Đó.
Đấy ạ. Tất cả những dòng Nenro hôm nay thì vẫn giá là 70.000. Các bác lấy từ số lượng 5 chậu sẽ giảm cho bác còn 65.000 nhá. Giá hôm nay là giá ưu đãi. Cuối cùng em để dành cho những cái dòng Nenro này, số lượng nhà em thì không còn nhiều. Chủ yếu là em chạy số lượng để em nhập những mặt hàng mới ạ. Tiếp theo bên đây thì còn có một số chậu, đó chính là cái dòng Hoàng Lạp hàng thuần. Những chậu Hoàng Lạp thuần này thì em bán là 200.000 đồng một chậu. Những cái chậu đai châu đôi, đai châu đôi giá từ 400.000 đến 500.000 một đôi, một cặp. Đấy, hàng đai châu Thái nhiều mặt hoa, nhiều màu hoa sổ số ạ. Đấy, cái này các bác có thể là sưu tầm thời điểm này, nó hợp, nó giá nó rẻ hơn là thời điểm Tết, lúc mà nó nở hoa ấy, giá thành những cái chậu đôi này toàn phải 600-700.000 thôi. Còn phía dưới đây là Corat Koki, mặt hoa lai giữa cửu bảo tiên và Vanda này. Loại này thì em bán là cửu bảo tiên và hoàng nhạn. Em bán là 100.000 đồng một cây, lấy từ 3 cây tính giá là 90.000 nhá. Đây là cái giả Pháp nhà em về rất là nhiều. Nói chung là hàng này hoa thì nó thì đẹp thôi rồi. Để các bác nhìn này. Đó, họng cũng họng rất là đẹp. Đấy, giả Pháp chỉ có 650.000 đồng một bảng thôi. Những cái bảng này giá Tết thì toàn trị giá tầm 800-900.000 thôi. Đó. Cái này thông thường Tết người ta bán thấp nhất cũng phải rơi tầm 100.000 một thân. Mà một bảng mà các bác thấy nó rơi tầm khoảng 13 đến từ 15, trung bình cứ dao động trong khoảng 15 thân đi thì nó phải rơi tầm khoảng hơn triệu rồi ạ. Đó. Đấy, giả Pháp, số lượng nhà em còn 1 2 3 4, tầm khoảng 6 7 8 bảng thôi là hết hàng rồi nhá.